Xin chào mọi người nha, trên tay mình đang là một chiếc đồ chơi vô lăng ô tô rất hay. Cái vô lăng này nó có thể quay được 360 độ này. Đó. Ở đây người ta cho mình mấy cái nắp hít để mình có thể hít vào cái đồ vật nào đó để giữ như thế này cho các bé chơi, để các bé chơi sẽ là như vậy. Đó. Rồi, ở đây nút này là nút bấm còi. Cái này là xi nhan này. Rồi cái này đó, để bấm đèn ở đây để cho các sếp chơi cái trò qua đường thứ đó, đèn vàng này, đèn xanh cho sếp bấm đi đó. Đồng thời nó còn có mấy chế độ âm thanh nữa, âm thanh xe cứu thương này, xe cảnh sát này, xe cứu hỏa này đó. Trên này nó có hai cái đèn này, hiển thị tốc độ. Cái này thì hiển thị chơi chơi đây. Nó có tới xếp rồi chị. Nè, tắt đi này. Đó, nghe giống tiếng của tôi khởi động không? À, hệ thống chạy này, kiểm tra này. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.